明那万只高空，仍渐渐面急风，任也可知飞鹰，无长直进。天空海阔，若你肯其实道破，操纵，情防无论吉凶，仍力拼每分钟，前路纵使崎岖，仍怀自信，不惜一切，未跌低。 难道甘心沉觉底，不必怕，而捉紧你，不管责任亦等你。雨过天晴以后，笑脸等于报仇，要以我手脚拯救出成就。过渡期无需喘气，竭尽力。 Để cái túi ở đây gì? Ý, túi này của đại niên. Tối qua anh làm cả đêm, mệt quá thì bỏ ở đây đó. Mệt thì sao chứ, túi sách cũng quên lấy, không có chút trách nhiệm gì hết. Thái độ như vậy thật sự là không được. Chà, Tiểu Quyên, ai đã làm cô giận vậy? Đừng có nhiều chuyện. Xin chào. Chào. Chào Tiểu Quyên. Cảm ơn em tối qua lo cho Bách giùm anh. Sáng nay còn đưa nó đi học nữa. Khó trách chị Quyên dữ dằn. Thì ra là tối hôm qua thiếu ngủ. Người ta muốn đi chơi. Người ở như tôi ở kế bên nhà cũng đã bị đì quen lắm rồi. Rennie bị bệnh, anh phải chăm sóc cổ. Anh đâu có lì em đâu. Không có lần sau nữa đâu. Đằng này nói bị bệnh, đằng kia lại rất tỉnh táo đến tìm anh. Chị anh Vân. Chào. Ủa, em không nghỉ ngơi sao? Em uống thuốc ngủ một giấc đã khỏe nhiều rồi. Tối qua cảm ơn anh. Không có gì. Lát nữa chúng ta tiến hành Skyspace, tức là vận chuyển người bị thương. Ở đảo Nam Á có một bà lão bị thương ở chân phải đưa vào bệnh viện. Hai người theo chúng tôi ở cái bên quan sát. Dạ. Lần này sếp Dương đổ tài rồi, hai người có vài phút đó. Sếp Phong đích thân làm thì càng không thể bỏ lỡ. Dạ đó. Dạ, hình như adrenaline của cậu hơi cao đó. Có cần trị cho cậu trước không? Dạ có, hưng phấn thôi mà. Từ đầu tôi đã quan sát, bệnh này không có thuốc trị. Dạ, theo Skyspace mà, em mong đã lâu rồi. Đi thôi. Ông trò của tôi bình thường hơn nhiều. Lên máy bay đã. Trung tâm điều khiển Casavat 58 từ đảo Nam Á cất cánh. Trên máy có người bị thương, dự tính 5 phút sau sẽ đến bệnh viện khu vực ở phía đông. Ok, sau khi đó người bị thương lên máy, cơ trưởng phụ trách báo với trung tâm điều khiển, nói cho họ biết chúng ta đó người bị thương lên máy, còn bao nhiêu phút có thể tới bệnh viện. Còn không cần viên chúng ta thì sao đây? Không cần phụ trách kiểm tra tình hình người bị thương. Được rồi, khi ở mặt đất đã băng bó chân cho bà ấy, việc trị liệu tiếp theo thì giao cho bác sĩ bệnh viện phụ trách đi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiếp theo chúng ta phải theo bệnh nhân, coi có sự biến đổi gì không, sẵn sàng báo cáo với bệnh viện để chuẩn bị thật tốt. Trước tiên nè, phải coi bệnh nhân cần thở oxy hay không. Bà ơi, bà có nghe tụi con nói gì không? Bà cũng có thể nói chuyện, tụi con nghe được. Bà có cần thở oxy không? Thôi khỏi, đau quá. Được rồi, bây giờ giúp bệnh nhân gắn máy theo dõi vi sinh. Nhìn mặt của bà cụ thấy rất sợ. Cái này là gì vậy? Bà ơi, bà đừng sợ. Cái này gọi là máy vi sinh, dùng để theo dõi tình trạng sức khỏe của bà. Nè, làm người phải có đầu có đuôi. Bà ơi, bà đưa ngón giữa ra có được không? Nè, không có đau đâu. Kẹp vào, yên tâm đi. Nè, không có gì đâu, phải không? Thả lỏng một chút. Kiểm tra thì có thể thấy liền. Sắc tố máu của bà cụ bình thường, tức là lượng oxy trong máu của bà bình thường. Có lẽ không bị chóng mặt, có phải không bà? Nhưng mà nhịp tim thì hơi nhanh một chút. Bà, lần đầu tiên bà ngồi trực thăng phải không? Phải. Bà đừng có sợ, lần đầu tiên con lên trực thăng, không chỉ tim đập mạnh, chân cũng bủn rủn luôn. Không phải chứ, cậu trai trẻ. Ảnh mà trẻ sao? Đứa tốt số thì đã làm ba rồi, phải không? Còn cái cháu nội đang ở nhà chờ con. Sao hả bà? Bà yêu lần nào chưa? Khéo nói đùa quá. Nè, bà cũng biết cười rồi, chứng tỏ bà không sao rồi. Sắp tới nơi rồi nè. Nè, mấy phút đó một hồi thì tới nơi.
trò chuyện và tìm hiểu với bệnh nhân, khiến bệnh nhân an tâm và an toàn tới bệnh viện cũng là trách nhiệm của công cần viên. Mọi người rõ chưa? Dạ rõ rồi. Rõ rồi. Tiếp theo sao nữa? Cất đồ đạc vào. Sao mà cất đàng hoàng? À... để tiện cho ca sao mà. Để bữa bãi người làm ca sao sao mà tìm, phải không? Dạ phải, dạ phải sếp. À sếp, vừa rồi thấy sếp chuyển bệnh nhân cảm thấy hơi quen đó. Dĩ nhiên là quen, là mười mấy năm sao lại không quen? Không phải đâu, ý em nói là cảm giác đó. Hồi học trung học, em và bạn lên núi Tây Cung không cẩn thận hả, đã bị lăn từ trên núi xuống và bị gãy chân. Đội cứu hộ trên không đã đến cứu em. Không cần viên đó, họ giống y như thiên thần từ trên trời cứu em vậy đó. Nhưng mà cách đây lâu rồi, em quên khuôn mặt của ảnh rồi. Thật ra người đó có phải là sếp không vậy? Thì chính là tôi nè. Thật hả? Tất nhiên rồi. Đây này, này khờ quá. Mỗi năm ở Tây Cung, những người lăn từ trên núi xuống, gãy chân, đếm không hết. Vậy người đó có phải là sếp không? Có phải em định hiến thân không? Không phải, em muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình thôi. Ủa, sao mà chậm quá vậy? Phải về kỹ một chút chứ. Sếp Diều à, có phải không? Sếp nhớ lại đi. Nè, ngoài việc giống như họ, cất đồ đạc vào kệ. Điều quan trọng của không cần viên là bổ sung vật tư. Cô nhớ chuyến bay vừa rồi đã dùng những gì hay không? Ở mặt đất Trường Châu, sếp băng bó chân cho bà cụ. Đã sử dụng dán và dây băng. Cô chỗ của bà ấy bị trầy, sếp đã dùng thuốc sát trùng, thuốc sức và dây băng. Chưa hết. Với lại, ở trên máy đã dùng chai nước suối do sếp Phong cho bà ấy uống. Ha, cô biết nhớ tới trình tự, không sót bón nào, nhớ rất tốt. Nhưng gián đẹp đã theo cùng bà đến bệnh viện, chắc ngày mai chúng ta phải đến đó lấy. Ha, con gái quả là chu đáo, cả việc đó cũng nhớ được. Nhưng theo quy tắc là phải ghi vào sổ để người ca sao đến bệnh viện lấy lại, tốt. Đang làm gì vậy? Ờ chào, không có gì, đang coi check log thôi. Check log? Ý của check log là mỗi một phi công, mỗi lần lên xuống trực thăng đều phải ghi lại tình trạng thân máy của trực thăng. Thậm chí có gì trục trặc hay không. Tôi vừa mới theo sếp dân bay một chuyến. Cái này gọi là sếp ghi. Tôi coi sếp ghi gì có khác gì với tôi không? Muốn kêu chiến sếp hả? Trời, đừng có nói vậy, chỉ tham khảo thôi mà. Chị Nguyên không có ở đây, làm gì ăn nói cẩn thận như vậy? Có chị ở đây tôi cũng nói vậy thôi. Phải, con người sếp dân tuy nham hiểm một chút, nhưng sếp là một phi công giỏi đó. Anh cũng hiếu học quá. Hiếu học có gì chứ, phải có người dạy mới được. Ê, phải rồi, hôm nay cô theo sếp dân chuyển bệnh nhân thế nào? Sếp Diễm và sếp Phong giống như là diễn trò hề vậy, vừa làm vừa nói. Đây là rất tốt, nhưng mà cả chuyến bay nói không ngừng, khiến tôi nhức cả đầu luôn. Nói hoài thì tốt rồi. Ngược lại sư phụ của tôi vừa lên trực thăng như bị quan trong nhập vậy, không nói tiếng nào hết, rất là nghiêm túc. Nghiêm túc thì cũng có cái tốt của nó. Dễ dãi với đệ tử quá thì học hỏi cũng sẽ chậm hơn. Biết chừng nào mới thăng chứ. Trời, cô nói nghe hay quá. Hay là chúng ta trao đổi thầy với nhau đi. Nè, trao đổi thầy thử đi. Nè. Tới anh. Ý cha, sao vậy? Bộ cơm nhà khó ăn lắm hả? Nè, sao vậy? Cũng trúng hả? Hay thiệt đó. Tốt lắm, lên đi. Nè, đang quay hả? Xin lỗi nha. À, không sao, chỉ quay cuộc sống hàng ngày của mọi người. Đã quay mấy tiếng rồi, quay xong rồi. À, hay gì ba người như xác chết, tay chân cứng đơ thì ra quay phim. Xác chết, xác chết. Đi, quay đi. Nè, 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 học hỏi nè, quay đi. Đã đủ rồi. À, quay chút. Có rảnh đi uống nước không? Sao vui vẻ vậy? Lúc đầu quay anh khác rất xa đó. Có gì khác đâu. Có gì đó hơi khác, không biết là gì nữa. Nhưng bà Tám không nói cho chị biết sao? Nói gì? Lúc đầu tôi tưởng sẽ mất người bạn gái, bây giờ mất đi có lại, làm lại từ đầu thôi. Làm gì cũng rất lạc quan, đó mới chính là khảo phong tôi quen. Bây giờ Hữu Lâm sao rồi, tôi đến thăm cổ được không? Tôi nghĩ là thôi, cổ đã mất trí nhớ, tôi không muốn cổ phải nhớ lại nhiều chuyện, nếu không sẽ rất mệt. Vẫn giống như trước đây, rất là thương cổ. Chị giận hả? Sao? Hay là ngưỡng mộ? Có chị thì sao? Chừng nào quen một anh bạn đây? Chị biết đó, nếu để anh dân nhanh hơn chị thì không tốt đâu. Tôi không để tâm. Bộ ảnh có bạn gái mới rồi sao? Họ đang yêu nhau à? Lúc nào anh cũng vậy, chỉ biết khuôn mặt ảnh mắt đi hí sao mà quen được bạn gái. Thực ra tôi cảm thấy bề ngoài và bên trong của ảnh hoàn toàn khác nhau.
Bên ngoài thì rất phong lưu, nhưng mà bên trong rất bảo thủ. Không chỉ vậy mà tính tình rất khó chịu nữa. Tôi nghĩ anh còn tiếp tục như vậy chắc sẽ sống độc thân luôn. Không thể thảm đến vậy chứ. Chị thử nghĩ coi. Ăn cơm được rồi. Ăn cơm. Đấy, bận quá. Ăn cơm. Hôm nay cái món gì ngon vậy? Nè, tôm xào trứng, cải xào thịt bò. Cần gì nữa hết không? Rồi. Ê, chị đâu giống là người ăn sáng ăn bớt đâu chị Liên. Dĩ nhiên là không rồi, sao cậu lại nghĩ tôi như vậy? Chị có hai cha con, ăn nhiều đó đủ rồi, nấu nhiều bỏ uổng lắm. Cỡ chơi thôi. Tiểu Nguyên đâu? Hôm nay cổ không có ăn ở đây. Ăn cơm đi. Có phải chị Liên không? Hôm nay nhà em không có gì dọn dẹp, chị đem đồ đi giặt giùm em là được rồi. Cảm ơn nha. Làm cha con anh chỉ ăn có hai món, còn mình thì nhà ăn mì. Làm chuyện hại người mà không có lợi cho mình. Anh vô duyên quá. Lấy chìa khóa của chị Liên ra vào tự do. Ăn mì chay hả? Anh đem đồ xào cho em nè. Em không muốn ăn. Không muốn ăn sao lại ăn? Nhưng không sao, ăn mì xong ăn chè. Chị Liên nấu chè đâu có ngon. Nấu ăn thì ngon. Anh vòng đến chiếm xác chuỗi mua chè cho em ăn nè. Ý, hình như đang cười ha. Xin lỗi mà sau này không dám phiền em đưa Bách đi học nữa. Lúc nào em cũng giữ bé Bách mà. Em đâu có giận chuyện đó. Em giận anh còn chưa dứt tình với Rini thôi. Ý em không phải vậy. Anh còn nhớ không, hồi đó đột nhiên chỉ nói là đi học, đi rồi không trở về nữa. Lúc đó bé Bách mới có 2 tuổi thôi, ngày nào cũng đòi má. Anh có nhớ không? Một người đàn ông phải nấu cơm, giặt đồ, giữ con, việc gì cũng phải làm. Lúc đó sếp chúc anh mất việc làm luôn. Cũng may là có ba má em và em cùng giữ nó, anh mới từ từ thích ứng được. Tuy mấy năm nay không hề nghe anh nói những điều không phải về chị, nhưng anh cũng thấy được chỉ là hạng người gì rồi. Không ngờ chuyện mới mấy năm thì anh quên hết trơn, còn đối xử tốt với chị nữa. Thật ra trí nhớ của anh cũng không tệ. Anh nhớ hồi trung học em và một anh chàng yêu nhau, còn làm bộ đến thư viện để ôn bài nữa. Thật ra là để gặp mặt nhau, phải không? Nè, anh đừng có đánh trống lảng nha. Thật ra anh cũng biết em đối xử anh và Bách như người nhà vậy. Có nhiều chuyện rất quan tâm và lo lắng cho cha con anh. Nhưng mà em yên tâm đi, dù sau này quan hệ với anh và Rini thế nào, anh cũng không quên những gì em đã nói với anh. Ok. Ăn đi. Cái này cũng hợp với kỳ nè. Chà, vậy ông nói đẹp quá, vào trong coi đi. À, coi nè, vậy này rất là tiền với cái váy hôm qua mình sao mua. Sao có tiền sao? Đừng có nghĩ tới nữa. Nhìn cũng rất là hợp với kỳ đó. Món kêu mình mua để săn ké hả? Đừng có hòng. Đi đi. Nè, trời ơi. Kỳ có một công việc chính, còn đi làm thêm nhiều chỗ nữa để dành nhiều tiền quá làm cái gì chứ. Mặc kệ mình đi. Ý, sao đông người quá vậy? Nè, hình như họ đang phát cái gì đó. Hàng thể thao gia thắng của chúng tôi khai trương chi nhánh thứ 8. Phải đó, giảm 20% trong ngày khai trương. Nè, có người cắt băng kìa. Móc chìa khóa cũng xài được đó. Là Lưu Dương Hoàng Tử Điền Kinh à, chết đó. Thêm một cái đi, tôi lấy giùm bạn của tôi. Để sang cô chú Điền Kinh à, kìa à, bạn tôi cũng muốn xin 2 cái, cô lấy giùm bạn cổ. Được rồi, cho cô thêm 2 cái nè. Tưởng Gia Như cơ trưởng thực tập kìa. Điền quá. Thiệt đó, mà coi đi. Làm ơn chơi qua đi. Hả? Là Gia Như thật sao? Hả? 1, 2, 3. Hay quá. Gia Như. Sang Kỳ. Ủa, sao hai cô lại ở đây? Tại sao anh lại cắt băng ở đây thì phải đó. Không, tiệm này do ba má tôi mở mà. Hả? Gì, anh là cậu chủ hả? Có thể nói là gì? Gia Nhược, mau qua đây chụp hình đi con. Dạ, con qua liền. Xin lỗi, không đánh tiếp hai cô. Anh cứ tự nhiên đi, tôi đợi anh ở nhà trắng hả? Hả? Đi thôi. Nè. Cắn liền. Cắn liền, cắn liền. Rồi, chụp bên này nha. Làm ở bên này đi. Nhìn bên này nè. Chào Lưu Dương, Lisa, chúng ta ra ngoài chụp thêm vài tấm đi. Không thành vấn đề.
Ngày mai Lưu Dương Lisa chính thức trở thành người phát ngôn của công ty chúng tôi. Mọi người nhớ đến dự buổi tiệc, sẵn chụp vài tấm hình cho họ luôn. Hai vị nhìn đây đi, cười lên, cười lên. Rồi, ra ngoài chụp cái tấm đi. Ra ngoài đi. Rồi, cứ lên, cứ ra ngoài. Ra ngoài chụp đi. Phải tới ra ngoài đó đi. Ông coi, mọi người nổi tiếng làm người phát ngôn quả thật hơi khác. Rất nhiều phóng viên đến chụp hình. Nè, Gia Nhược, ngày mai con đến sớm nha. Dạ không được, ngày mai con phải đến RFS rồi. Đi làm gì, xin nghỉ đi. Gia đình có việc kinh doanh lớn, con không làm mà đòi đi làm phi công nguy hiểm quá. Làm phi công tốt, vừa qua vừa chuyên nghiệp. Có qua bằng mình làm ông chủ không? Việc kinh doanh của chúng ta càng lúc càng lớn. Nay mai tôi sẽ đưa vào thị trường. Dĩ nhiên rồi, bà giỏi kinh doanh mà. Một con út cũng lo được, cần gì phải phụ chứ. Cho nó chơi thêm vài năm đi. Lúc nào cũng bên vực cho nó. Thôi, ra ngoài coi người ta chụp hình thế nào rồi. Nè, anh Nhược, bên này. Chào. Chào. À, chị Kết. Chào Gia Nhược. Sao hả, em muốn gì? Như cũ đi. Cà phê đậm. Cảm ơn. Cảm ơn chị Kết. Nè, hồi nãy thì là ngại không đã tiếp hai người. Không sao, thì ra anh là cậu chủ của công ty đồ dùng thể thao Gia Thăng hả? Thật ra từ đầu tuổi này cũng nên để ý đến tên của anh cũng có chữ Gia ha. Thiếu gì người có tên là Gia chứ. Đừng có giỡn mà. À phải, sao che giấu thân phận vậy? Đâu có, cô đâu có hỏi. Con nghĩ anh thật là đơn giản, gia đình giàu có cũng không rêu rao khắp nơi, hiếm thấy lắm đó. Cũng may lần này tụi tôi bắt gặp, nếu không thì bỏ lỡ rồi. À phải, chứ tôi tới mua có được giảm giá cho có phiếu khuyến mãi không? Dĩ nhiên là có chứ. Gần đây công ty đang khuyến mãi mặt hàng trẻ em, nên chỉ có phiếu khuyến mãi dành trẻ em thôi. Đừng có giỡn mà, chúng tôi lấy làm gì chứ? Lấy, dĩ nhiên là lấy. Hả? Lấy hả? Bộ anh thấy tiếc hả? Hồi nãy em đã hứa cho rồi mà. Sao lại tiếc chứ? Vậy ngày mai đi làm tôi sẽ đem cho cô. Với lại sau này có phiếu khuyến mãi gì á, nhớ hú một tiếng đó nha. À, phải đó, phải đó. Cũng được. Ủa anh Phong. Nè, điểm mà tôi nói có chưa? Ơi, không có, cái anh chặt đầu tôi luôn đó. Nè. Được, để kiểm tra đã. Ý, chị này là... cô chính là người sở hữu bộ đĩa của Oxy Dawson. Bạn gái hả? Rốt cuộc hôm nay nhìn thấy người thật rồi. Khỏi trách anh Phong giống như con chó săn đi lùng đĩa cho chị khắp nơi. Thật sự không khoa trương nha, không mặt đầm, không thấy lịch sự, miệng cười như người ta, tánh chắc không bao qua đâu. Nè, anh bán đĩa hay đọc quảng cáo đi. Phải quảng cáo chứ. Được rồi, nè. Chính vì tôi biết ảnh cực nhọc cho nên hôm nay đến tên đến đây mua. Bao nhiêu tiền vậy? Để tôi gọi lại đã. Alo. Phải, sao? 30 ký mua đốt nhà hả? Được rồi, được rồi. Ok, bye bye. Không có gì, em gái anh gọi cho anh. Chủ nhật này nướng đồ ăn nên kêu anh mua than thôi. Nhưng không định rủ em, anh sợ đông người quá em không thích. Nếu em muốn đi thì sao hả? Em nói thật hả? Nhìn em bộ giống nói đùa lắm sao? Nếu em tới thì anh phải đi mua 30 ký than. Nhưng mà em không thể đi mua với anh được. Hả? Chứ gì bỏ anh một mình không phải chứ? Không phải, em có việc phải làm mà. Vậy hôm đó em có tới không? Theo tình hình bây giờ cô hồi phục rất là nhanh. Dạ phải, bác sĩ điều trị cũng có nói tôi hồi phục nhanh hơn so với lại người khác. Cô làm mỗi một việc đều muốn làm tốt nhất. Có lẽ chính ý chí phấn đấu đã giúp cô vượt qua được khó khăn này. Sau đó tỉnh lại thì các đồng nghiệp ở phòng cấp cứu ai cũng mừng cho cô. Cảm ơn mọi người. Tôi cũng muốn sớm trở lại làm việc cùng mọi người. Bác sĩ La, khi nào tôi mới có thể trở về phòng cấp cứu làm đi? Lâu nay thành tích làm việc của cô ở phòng cấp cứu rất tốt. Phòng cấp cứu bao giờ cũng thiếu bác sĩ. Dĩ nhiên tôi muốn cô sớm trở lại làm. Nhưng cô bị hôn mê 3 năm, muốn đi làm lại cũng không có dễ đâu. Phải thông qua hội đồng đánh giá y khoa, đánh giá cô, xác định cô không có gì mới có thể trở lại làm bác sĩ phòng cấp cứu.
Lam. Anh là bạn của anh Phong hả? Phải, anh là Vân. Đang tìm gì vậy? Tôi nhớ hồi trước ở đây có một tiệm ăn Pháp, không hiểu sao lại trở thành nhà thuốc nữa. Có lẽ là tôi nhớ lầm rồi. Chúc mừng em. Thật sự trước đây chỗ này là tiệm ăn của Pháp, nhưng đã dọn qua đường khác. Nếu em muốn đến đó anh nên đi. Hình như là tiệm ăn này. Cũng may là anh biết đường dẫn tôi tới đây. Vậy em phải cảm ơn Rani. Vì Rani thích chỗ này nên anh thường dẫn cổ đến đây. À, cổ cũng lo cho em lắm đó. À, xin lỗi, em không nhớ cổ là ai phải không? Là vợ cũ của anh. À, xin lỗi nha. Không sao đâu. Thật ra tụi anh đã ly dị rồi, mối quan hệ đã khác, em có thể làm quen với cổ lại từ đầu. À, gọi món gì ăn đi. Hồi trước tôi thích ăn món gì vậy? Thật ra trước đây em thích ăn gì thì không quan trọng, món gì cũng phải ăn thử. Nay mai em sẽ nhớ hết em thích ăn gì. Vậy tôi lấy phần ăn tối ha. À, làm ơn. Cho hai phần ăn tối. Có phải anh có đứa con trai không? Phải đó, đó là bé Bách. Sao em lại nhớ nó? Không biết nữa. Có lẽ ở bên anh không có áp lực, cho nên trong đầu đã nhớ được gì đó. Vậy cuối tuần này nó có tới nhà anh Phong nướng đồ ăn hay không gì? Có chứ, đến ngày đó anh sẽ giới thiệu nó cho em quen. Biết rồi, đợi cô Quyên qua đã. Ý nè, cô Quyên qua kìa. Chào. Chào em. Ách. Ủa em bị sao vậy? Em không biết nữa, khi không lại bị cảm. Chứ lần trước, chị Rini đến phỏng vấn đã lây cho em đó. Ách. Trời ơi. Cô Quyên ơi, vậy cô có đi nướng đồ ăn không vậy cô Quyên? Dĩ nhiên là có rồi. Ách. Nè, em đừng có hướng vào Bách Mạc Xì nha. Em không kiểm soát được thôi. Sao đến đây? Anh Phong hẹn em đến nướng đồ ăn nên em đến rủ anh cùng đi. Chào con. Đi được chưa? Đi được rồi. Đi được rồi. Em bị cảm thì đừng có đi. Em không sao. Quyên bị cảm hả? Lần trước chị bị cảm còn sốt luôn đó. Ý em cũng vậy hả? Vậy sao? Phải đó, hay là em đi bác sĩ đi. Đi bác sĩ đi. Bác sĩ cũng dặn uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều. Nè, lần trước bác sĩ có cho chị thuốc đặc hiệu này, em uống một viên rồi nằm nghỉ sẽ mau khỏi. Không sao đâu, em chịu đựng được mà. Cô Quyên ơi ngoan đi, bất quá tới nay ba sẽ nấu cháo cho cô ăn mà. Phải đó, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi hả? Với lại bác sĩ thì phải bịt mũi lại, đừng có hướng vào. Ê, ê. Trời, thôi đi con. Nè, tôi chị đi nha. Nha, em nhớ cẩn thận một chút. Ê, đó, bye bye. Lấy ba lô nè. Chúng ta đi nướng đồ ăn đi. Ba lô đi, xích nha, có chịu không? Đi. Đi, bye bye. Làm sao đây, nhóm hoài cũng không cháy nữa. Ba, việc này để anh hai làm đi, thường là do anh làm mà. Không biết chừng nào anh con mới về nữa. Phải đó, nè có phải là phải quạt rồi đó không? Lấy tờ báo quạt đi. Con không biết. Con chào ông nội. Ý, bé Bách. Con cho ông mượn chiếc báo châu Mỹ thở nha. Chà, thì dám lấy chiếc báo châu Mỹ của ba con cho ông nhóm lửa hay sao ha? À, mang thở đi, sẽ nhóm được liền. Chào chú Thím. Con dẫn thêm một người nói chuyện được chứ? Chào chú Thím, lâu quá không gặp, có nhận ra con không? À, phải đó. Dĩ nhiên là nhận ra rồi. Dĩ nhiên là nhận ra chị rồi, chị Rini. Tuy tóc hơi dày một chút nhưng chị vẫn đẹp như ngày nào. Phải rồi. Khả ái, em cao quá, xém chút chị không nhận ra em đó. Nè, ngồi xuống rồi đó, giống như bị phạt đứng vậy à. Lấy nước cho khách uống đi. Dì mới gọi cho thằng Phong, nó nói là về liền. Rini à, con đến thì uống lúc nha, góp bí cho chị đi. Hôm nay dì ướp cá với cỏ thơm và cánh gà ướp tứ xuyên nè. Coi được không? Hôm nay em có lộc ăn. À, Dân gì à, nướng gì? Cánh gà hả? Cánh gà. Gì nữa? Phải. Nè, không phải hai đứa là gì chứ. Gì? Hả? À, cách đây rất lâu tụi con đã gì đó rồi. Thì phải rồi, gì đó rồi. À, cả nhà còn rủ nhau đi chơi. Có gì Hồng Kông làm việc, nay mai sẽ trở qua Pháp. Con thiệt tình à, bộ gặp lại vẫn là bạn hả? Có gì đâu, bé Bách gặp cổ cũng rất là vui vẻ. Không phải, con cái là phải gặp mẹ mà. Bé Bách đâu rồi? Bé Bách. Ba ơi. Ba.
Bách con ăn gì không? Con có dẫn người bà mới đến. Tên là Hữu Lam. Hữu Lam à, ở chỗ này thoải mái lắm, đông người sẽ càng vui hơn. Phong à, cô tiếp bạn nha. Vậy được, nè, anh Vân đó, bà mới đây, cổ là Hữu Lam đó đi. Ờ, các chị à, bạn mới đi, tên là Hữu Lam, à, xin chào. Chị Lam, chị cũng đến hả? Anh hai, anh muốn tạo trời sự bất ngờ đó hả? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Nè, uống gì? Ăn con mực đi, ngon lắm đó. Ý, dạ, cái đồ ăn rồi kìa. Đồ ăn rồi, đây, đây, nè, đây. Nè, ăn thử cái này đi, ngon lắm. Nè, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nè, uống nước đi Hữu Lam. Nè, bộ chị cũng ngon lắm mà. Uống đi. Nè, đây nè, cảm ơn. Rồi, việc đó đi. Cảm ơn. Nè, ăn đi, ăn đi. Ngon lắm. Hữu Lam, uống đi. Cảm ơn. Sao đứng một mình buồn vậy? Muốn theo chú Sương học trồng cây kiểm hả? Không phải. Tại họ đang chơi súng mí không hợp với tôi. Cũng phải, tôi cũng sợ họ giết lầm người tốt. Sao hả? Xuất viện rồi có quen không? Phải đó, thế giới này thay đổi rất nhanh. Có nhiều thứ khác trước đây nhiều. Cần phải có ít thời gian để thích ứng. Xin lỗi nha. Tôi muốn hỏi có phải trước đây tôi và chị thương với nhau lắm phải không? Không có gì phải xin lỗi. Vấn đề của Lam mọi người đều hiểu rất rõ mà. Bạn bè quan trọng là hiểu nhau, chứ không phải là số điểm tích lũy. Cho nên trước đây chúng ta thân đến mấy cũng không quan trọng. Anh Phong cũng từng nói giống như chị vậy. Ảnh mới khó chấp nhận. Nhưng cả ảnh cũng làm được. Tôi cảm thấy Lam không cần phải để tâm người ta nghĩ như thế nào. Lam cảm thấy dễ chịu là được rồi. Thật ra bây giờ cảm giác của tôi hơi kỳ lạ. Giống như ngủ dậy bị mất hết tất cả vậy đó. Mỗi sáng mở mắt ra tôi đều nghĩ, liệu hôm nay mình có nhớ được gì hay không? Hoặc là lại quên đi nhiều điều gì nữa. Trước đây tôi coi bộ phim cũng ngộ lắm. Nói một cô gái, mỗi sáng ngủ dậy đều quên mất mình đã làm gì. Nhưng mà cô vẫn sống rất vui vẻ, còn có một bạn trai và người nhà rất thương mình. Có phải vì cô nghĩ thông suốt hay không? Là vì cô quên hết những gì không vui. À phải, Dominic không có liên lạc với em nữa hả? Ảnh đã về Pháp rồi. Em đã nói với ảnh, tụi em chỉ có thể làm bạn thôi. Thật ra em đến với ảnh cũng một thời gian rồi, em chấp nhận được chứ? Được chứ. Có lẽ em đã chừa chỗ cho người khác. Trong lúc này mà quyết định gì đó sẽ bị tâm trạng của mình làm ảnh hưởng. Anh cảm thấy em nên dành thời gian cho bản thân mình suy nghĩ. Em hiểu ý anh. Còn nửa năm nữa là em hết hợp đồng với CMN. Vậy tức là em còn thời gian nửa năm rồi. Đừng nói là em, anh cũng cần thời gian để suy nghĩ thật ra bản thân mình cần cái gì và muốn cái gì. Như vậy sẽ tốt cho đôi bên. Kia, bộ cô làm luôn việc giao hàng hả? Giao hàng gì chứ? Vậy này tôi mua ở tiệm của anh đó. Cô đến tiệm dài hả? Phiếu khuyến mãi lần trước à? Phiếu khuyến mãi lần trước chưa hết hạn đâu. Với lại tôi cho cô phiếu khuyến mãi về trẻ em mà. Lẽ nào cô lại đông con tới như vậy? 1, 2, 3. 3 đôi số 4. 4 đôi số 5 rưỡi. Đúng hết. Có thật là cô đông con tới vậy không? Phải đó. Một lần sanh 24 đứa. Ờ, sanh 24 đứa. Vậy chúc mừng nha. Tướng cô vẫn còn đẹp. Nè, tới rồi. Ở đằng trước đó. Ở đó hả? Phải rồi. Ai? Nể mặt cô là khách hàng, cho nên tôi xách giùm cô. À, người khác thì không có đâu. Tôi chưa đến nỗi tệ đến như vậy. Mất công bắt anh làm nhiều, anh lại tính với tôi thì tôi lỗ lắm. Nhưng thật tình cảm ơn anh. Cô xách nổi hả? Ừ. Thôi được. Chị Kỳ. Mau ra đi đi. Trời, 24 đứa thật sao? Ở đây là cô nhi viện. Tôi lớn lên ở đây. Có thể nói tụi nó là mấy đứa em của tôi. Vậy à? Thật tình cảm ơn anh. Hôm khác gặp lại nha. À được, hôm khác bye gặp bye. Ha. Bye bye. Chị Kỳ ơi. Chào. Chị lúc
này em có ngoan không? Ngoan. Cha, gia ơn em vẫn có tật ham ăn mập ra rồi đó nha. Chúng ta vào trong đi nha. Để em xách cho chị nha. Ngoan lắm. Được rồi. Thôi khỏi đi, chị xách cho. Được rồi mà. Có phải hôm nay chị đến phát quà hả? Phải đó, Tết năm nay đứa nào cũng có giày mới mang hết, chịu không? Hay quá. Nghe nói hôm nay Jenny trở về Pháp hả? 7 phút trước đã bay mất tiêu rồi. Cũng phải, người ta kêu anh tới tiễn mà. Anh không chịu nghỉ phép. Không lẽ anh đã có quyết định rồi sao? Chính vì tôi không muốn quyết định sớm quá. Cũng phải thôi. Hai người mới bắt đầu cần phải có thời gian chứ. Tôi nói hai người đó, đừng có nhìn tôi. Tôi thì không có vấn đề. Máy của tôi vẫn chạy bình thường. Bay đặt khoe nữa hả? Chà, đâu cần phải bỏ đi liền. Nè, Jenny hơi khác như trước đây đó nha. Chững chạc hơn, biết lo hơn. Tôi cũng nghĩ. Không biết cậu có cảm thấy anh cũng thay đổi, anh cũng chững chạc và biết lo hơn trước không? Vì vậy, tôi cảm thấy tôi và cậu cần có thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Đúng. Nhưng mà nói gì thì nói, nếu như hai người tổ chức đám cưới một lần nữa, tôi không gửi lì xì có được không? Có cần phải tính kỹ vậy không? Tôi nghĩ anh phải để dành tiền, đãi tôi uống. Uống đi, nè, để căng tin tôi đãi anh. Căng tin, Tết Bôn nói hôm nay ai cũng phải tập luyện, chuẩn bị đi. Phải. Bách à, sao hôm nay cô không tạm biệt bác mặt trời vậy? Hôm qua đã nói rồi. Máy bay mà đưa má trở về Pháp cũng bay về hướng bác mặt trời đó. Thật hả? À, thì ra bé Bách giận, giận má bỏ đi phải không? Tại sao má không ở đây lâu một chút vậy hả bác? Thật ra má cũng muốn ở cạnh bé Bách lắm. Nhưng mà chỗ làm của má ở bên Pháp lận hết ngày phép rồi thì phải về bên đó. Giống như là bé Bách đón Noel rồi thì phải đi học lại, chứ đâu thể nghỉ học được, phải không? Vậy chừng nào má mới nghỉ hè vậy? Nghỉ hè lâu hơn có thể gặp nhiều hơn. Ba không biết, đợi về nhà con lên mạng hỏi má con đi. Phải ha? Vậy bây giờ con về nhà nói liền ha, có được không ba? Bây giờ về tới nhà má con còn chưa xuống máy bay. Hay là vậy đi, bà giúp con gửi email cho má con có chịu không? Dạ chịu. Anh về rồi hả? Bách, con coi nè, tối nay được ăn pizza nè. Chị Liên không tới, em đã gọi pizza rồi đó. Chà, sang quá vậy. Chuyện nhỏ thôi, coi như ăn mừng má của bé Bách bay lên trời thượng lộ bình an mà. Anh nghĩ Bách không có tâm trạng ăn uống. Căn nhà phòng cất cặp táp nha. Hai người sao mà ăn hết? Gọi nhiều quá dĩ nhiên là ăn không hết rồi, nhưng anh sẽ cố gắng ăn phụ em. Tha cho anh đó. Cũng may hồi nãy em qua nhà, có người gửi bưu phẩm cho anh. Em đã ký nhận giùm rồi, cảm ơn em đi. Của anh hả? Ừ. Là gì vậy ta? Ý. Bách ơi, có quà nè. Em coi. Bách à, con coi nè. Giỏi quá à, hình như vậy mà cũng chụp được nữa. Đẹp quá. Đâu coi. Nè. Đây toàn là làm bằng vi tính. Có gì đẹp đâu. Coi coi nè, đồng hồ Big Ben nè, Khải Hoàn Môn, tháp Pisa cũng nằm ở bên nhà hát này, đâu có hợp lý đâu. Dễ hư con nít không? Đâu phải đâu, rất thú vị. Cô Quyên ơi, có thể con vào phòng coi dán tấm này ở đâu cho đẹp chứ, để lúc nào con cũng được nhìn thấy. Đi đi, tới liền, con đi trước đi, con đuổi theo kịp mà, ok. Nè, từ từ. Anh ăn trước đi. À, được rồi. Anh Dân, bé Bách có thích áp phích đó không anh? Đáng lý ra em muốn đợi lúc anh đến tiễn em mới đưa cho anh. Tuy trong lòng em rất muốn anh đến, nhưng em cũng biết chưa chắc gì anh đến, em hiểu mà. Cả hai đều khác trước đây rất nhiều, sẽ không dễ dàng gì bị cảm giác hay là tâm trạng lôi kéo. Sao cũng được, sau khi em trở về Pháp, chắc chắn sẽ rất là bận rộn. Về công hay tư, em cũng có nhiều việc phải giải quyết.
Em tin nửa năm này sẽ mau chóng trôi qua. Em hy vọng sẽ được như anh nói. Thời gian nửa năm có thể giúp em nhìn rõ bản thân mình cần cái gì nhất. Đồng thời em cũng hy vọng nửa năm sau cảm giác giữa em và anh cũng giống như bây giờ. Nói tóm lại, lần này trở về Hồng Kông, em phát hiện có một chuyện không được logic. Tại sao cà phê ở Hồng Kông lại ngon hơn ở Pháp? Sau khi Johnny về Pháp, ngoài việc ở tuần mới bắt không vui, người thay đổi nhiều nhất là Tiểu Quyên. Cổ có vẻ cởi mở hơn nhiều. Cổ không có tình cảm tốt với Remy cũng không có gì lạ. Dù sao trong những ngày Remy bỏ đi, cổ đã phụ tôi chăm sóc cho bé Bách. Chắc cổ không muốn bé Bách lại buồn nữa. Bé Bách vẫn rất nhớ má nó. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến cổ. Không biết thời tiết bên Pháp hiện giờ như thế nào. Mọi việc ở GFS vẫn bình thường. Ngoài một chuyện, trong một tình trạng đều cho là không được, sau cùng anh Cường đã lấy được bằng lái. Còn Candy, nữ phi công duy nhất của chúng tôi, cũng đã hết ngày nghỉ hộ sản, chính thức đi làm lại rồi. Cô hơi khác với trước đây, mỗi ngày gọi điện về nhà ít nhất là vài ba lần để nghe tiếng của em bé. Với lại công việc bận đến mấy đi nữa, trên mặt cổ vẫn luôn nở nụ cười. Còn những người mới vẫn đang thực tập, mỗi người đều có phát triển riêng của họ. Riêng tôi vẫn dùng phương pháp của mình để dạy đệ tử. Không ngờ cậu ấy lại chịu đựng được. Với lại càng lúc càng nắm được khi nào tôi sẽ xuất chiêu. Tôi thấy cô ấy rất muốn làm công việc này. Vượt qua được thể của tôi, sau này cậu ấy nhất định sẽ là một phi công giỏi. Chà, đông đủ quá, chúng ta tới Dượng Giác ăn cháo đi hả? Lại đến chỗ đó nữa hả? Chỗ đó dơ lắm. Tôi biết tại sao rồi. Ảnh mê cô chủ xinh đẹp đó. Anh giỏi quá nha. Xấu quá. Xấu. Nhìn thấy đám thanh niên này ai cũng tràn đầy sức sống, vừa hoạt bát vừa vui vẻ, giống như nhìn thấy mình lúc còn trẻ vậy. Xong rồi bắt đầu vô đây, tôi chơi trượt tuyết quen rồi, dán trượt tuyết không giống mà phải không? Hai miếng dán một miếng dán khác biệt rất là lớn. Anh Văn Khờ này nè, đem hai miếng dán không phải dán trượt tuyết nha, mà bình thường thôi. Hai miếng dán bình thường rồi buộc vào chân trượt xuống vậy nè. Nửa năm nay người tôi không phục nhất là anh Phong. Anh coi Hữu Lam như cô bạn gái vừa mới quen biết để bắt đầu đeo đuổi lại. Đánh đổi thì đi coi phim, ăn cơm, điện thoại cho nhau, không nóng lòng một chút nào. Hơn nữa tôi cảm thấy anh rất thích cảm giác vừa được vừa mất trước kia khi hai người yêu nhau. Hơn nữa, cả hai đều gạt hết những chuyện không vui qua một bên, không để tâm đến nữa. Còn Hữu Lam cũng trở về bệnh viện để làm. Có điều tạm thời cũng chưa thể trở lại phòng cấp cứu mà chỉ làm ở phòng khám thôi. Nhưng mà Hữu Lam mà trước đây tôi quen thật sự không thích hợp với công việc có quy luật như vậy. Có lẽ cổ trải qua sự thay đổi lớn trong một lần. Con người cổ thật sự đã thay đổi. Đây anh Hùng trở về kìa. Nè, chú ý, người đã trao huy chương anh hùng danh dự trong đợt cứu 16 thủy thủ trên biển phía Nam Trung Quốc, đó là Tiêu Chí Minh, Hà Kế Hòa và Tăng Thiệu Lương. Đẹp trai quá ha. Trong một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, họ đã dũng cảm cứu được tất cả mọi người. Hôm mà chúng tôi bay đến đó hơi nguy hiểm lắm nha, sấm sét vào nhau, mưa gió rất là lớn. Phải đó, tôi đã nhảy xuống vị trí đó, cái đinh tháp bốc ra thì sóng ập tới, cha xem chút mất mạng luôn đó. Xem chút đụng trúng dây cáp, đúng là chết đi sống lại đó. Hay quá. Cảm ơn. Nè, coi phóng sự xong rồi, nhận được huy chương anh hùng rất hiếm có, chỗ này nhất định là phải không thiếu nha. Không đại không được đó nghe. Thôi được làm gì đi. Thôi, tám giờ rồi, gặp nhà. Xếp lưng à, hoàn cảnh như vậy cũng phải xuống cứu người sao? Vì lúc đó chúng tôi cảm thấy rất an toàn nên mới làm việc thôi. Mình đi. Sếp nói cũng phải ha. Nếu tôi gặp phải cơ hội này á, tôi cũng xả thân xuống cứu người. Được đặc thủ trao huy chương mà. Nè, cô biết nhận huy chương rồi có được thăng chức nhanh không? Cho dù nhận huy chương cũng nên cứu người ở tình trạng thật an toàn chứ. Làm công thôi mà, có cần phải liều đến như vậy không? Nè,
an toàn 100%, thì đâu cần chúng ta tới cứu. Quan trọng là có thể đem huy chương về để khoe đó. À, phải đó, phải đó. Dạ Nhật. Dạ. Mới đây mà cậu muốn nhận huy chương anh hùng hả? Hình như cậu còn chưa có gì ở đây. Mọi người nghe đi, cố gắng lấy đôi cánh rồi hãy tính. Ba, phổi của bà không được khỏe, hô hấp thì rất tốt, không có cảm sổ mũi, huyết áp hơi cao một chút, chứ uống thuốc hạ huyết áp thì chỉ dẫn là được rồi. Nè bác sĩ, mấy cái việc uống thuốc tôi đều uống theo lời dặn của bác sĩ hết đó, mỗi ngày nửa viên phải không? Dạ phải. Giống như lần trước tôi về Đại Lục, tôi không có uống thuốc, giờ trở về Hồng Kông tôi uống bù liền trong một tuần lận đó. Ba, không phải uống như vậy đâu. Sao lại không phải? Lúc tôi biết uống thuốc, cô cũng chưa có ra đời nữa. Không phải đâu bà nghe con nói hết. Cô nghe tôi nói mới phải. Bây giờ huyết áp của tôi không có gì hết. Nhưng bây giờ tôi bị sổ mũi, tôi đang ho vài tiếng đây nè. Cô làm ơn cho tôi thuốc sổ mũi và thuốc ho nữa. Hả? Sao rồi, hôm nay làm như thế nào, thuận lợi không? Cũng tốt lắm. Ý em nói là tốt thì cũng được lắm rồi, phải không? Không, hôm nay bị người đàn ông hết bệnh rồi, không lấy được bảo hiểm thương tật, trù em không có đứa con đưa đám. Sau đó bị một bà cụ không thể lấy thuốc về để dành, trù em bị ung thư vú và ung thư tử cung nữa kìa. Sao bà cụ đó độc ác quá vậy? Còn gì nữa? Có chứ, ngày mai đi, ngày mai chắc chắn sẽ có. Chắc chắn sẽ có nữa hả? Anh thấy hội đồng đánh giá y khoa làm rất đúng. Cử em tới phòng khám bệnh để em gặp nhiều trường hợp như vậy, dù bất cứ lúc nào cũng giữ được nụ cười. Phải đó, em luyện tới mức mất hết tình lục dục luôn đó. Nói gì thì nói cũng đỡ hơn trước đây, đỡ hơn lúc em mới tỉnh lại liền lái xe, đỡ một chút thì đòi đi làm lại, với lại còn muốn tuyên bố anh tử vong. Bây giờ thì tốt rồi, bình tĩnh dàn xếp phải không? Em sợ mình sẽ trở nên không biết sợ nữa. Nếu còn ở phòng khám đối mặt với những người lợi dụng tài nguyên thì nay mai em sẽ trở thành bác sĩ tâm lý luôn, để về phòng cấp cứu sẽ không biết gì bệnh cho người khác nữa. Có phải em muốn anh dỗ dành không? Em đâu giống hại người đó. Nhiều lúc em nghĩ đã như vậy, chẳng thà không tỉnh lại đi. Dạ, bộ em gặp bà cụ nhiều lắm hả? Sao ác độc quá, từ chùa ẻo mình. Nè, anh nói thiệt nha, nếu em mà không nhớ được gì hết thì không có ai nuôi em đâu. Em cũng biết anh trước bận ba bữa cơm thì em phải lo. Bữa tới giờ anh đã nuôi em. Nè, anh chăm sóc em quen rồi thì còn ngại gì nữa chứ. Làm chiếc cơm trừ kỳ của em luôn đi ha. Nè nè nè, câu này là anh nói mà, sao em nói luôn câu của anh? Suy nghĩ lại đi, thì em dễ nuôi lắm mà. Được, anh đề cử em tới Hiệp hội Động vật bị bỏ. Ở đó còn chỗ có lẽ thích hợp với em. Lên xe. Kinh nhật buôn phê trường, chân chi hòn hỏi dường. Bắt bà thiên hệ đó mô sương câu phê bát yết yêu lòng kỳ liệu y hoàng xâm lưới đi phong hưng xâm thái đô hòn bát đâu gong lọc chờ chong châu thiên hùng chào mô lý sơ yong chân lịch chúc